Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin nhà báo Nguyễn Hải Nam vào tù vì chót tin tham nhũng không có vùng cấm. Ngày 18 tháng 2 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hải Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Điều đáng nói là ông Nguyễn Hải Nam bị truy tố chỉ vì cái tội chót tin vào khẩu hiệu chống tham nhũng không có vùng cấm và dấn thân dành trọn tuổi trẻ của mình để chống tham nhũng như là lý tưởng, như là niềm đam mê. Blog Gió Bắc có bài bình luận đăng về sự việc này được đăng tải. Đây là hình ảnh nhà báo Nguyễn Hoài Nam sinh ra và lớn lên trên địa bàn xã Bắc Giang, xã hội chủ nghĩa, đi bộ đội, xuất ngũ, làm báo và vận dụng kỹ năng kiến thức quân sự, trở thành nhà báo điều tra tầm cỡ, lôi danh sáng pháp luật, hàng trụ vụ trục vụ án tham nhũng, buôn lậu, tầm vóc quốc gia. Gần đây nhất là hai vụ án đình đám, vụ nhận hối lộ lập quỹ đen gần 5 tỷ đồng của Cục Đường Thủy Nội Đô, Nội Bộ và phá đường dây trộm tiêu thụ hàng triệu lít xăng dầu ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cung cách tác nghiệp của Nguyễn Hoài Nam cũng cực kỳ độc đáo, đã đơn độc, thâm nhập, điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ các đường dây tội phạm rồi đăng báo trước, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu như vụ Quỷ Đen và Cục Đường Thủy, hoặc chủ động cung cấp cho cơ quan chức năng phá án trước, đăng báo sau như vụ đường dây trộm cắp tiêu thụ xăng dầu. Chứng cứ của Hải Nam thì cụ thể đầy đủ hình ảnh, âm thanh, con người, địa chỉ, số lượng, thời gian cụ thể như là người bưng mâm dọn sẵn cho cơ quan chức năng chỉ cần sử dụng quyền lực trách nhiệm của mình thò tay vào túi mà bắt tội phạm. Với slogan trên ảnh nền Facebook là quyết không thỏa hiệp, Nguyễn Hải Nam đã không ngại đấu tranh với ngay cả cơ quan chủ quản của mình, khi lãnh đạo trực tiếp là Phó Tổng Biên tập Đặng Việt Hoa ém không đăng những bài điều tra của anh và dùng bài để hợp đồng quảng cáo với đơn vị bị điều tra. Lãnh đạo của báo Thanh Niên cũng bao che và trù dập phạt tiền, chấm dứt hợp đồng lao động. Nguyễn Hải Nam không ngại khởi kiện ra tòa. Tính cách gai góc, cương trực cả làng báo đều biết, nhưng với bàn tay nghề nghiệp như vậy, nên sau vụ kiện cáo với báo Thanh Niên, Nguyễn Hải Nam vẫn lăn xả qua rất nhiều cơ quan báo chí đình đám của Việt Nam như Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, VTV, Pháp Luật Việt Nam v.v. và được trọng dụng với vai trò nhà báo điều tra. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2018, bài nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường Thủy Nội Đô của Nguyễn Hải Nam trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã gây bão dư luận và được hàng trăm tờ báo khác chạy theo. Đây là hình ảnh các bị cáo tại phiên xét xử vụ án quỹ đen tại Cục Đường Thủy Nội Địa thuộc Bộ Giao thông Vận tải hôm 19 tháng 10 năm 2019 ở Hà Nội. Theo nội dung bài báo, thì các doanh nghiệp trúng thầu các công trình do Cục Đường Thủy đầu tư sau khi trừ thuế thu nhập phải nộp từ 5 cho đến 20% giá trị gói thầu ngay ngày đầu năm khi gói thầu được giải ngân. Số tiền thấp nhất là 90 triệu đồng và nhiều nhất là vài trăm triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam. Ông Phạm Văn Thông, Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Thủy Nội Địa. Và ông Vũ Mạnh Hùng, Quyền trưởng phòng Khoa học và Kỹ thuật Cục Đường Thủy Nội Địa vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến đây, cách hành xử của cơ quan điều tra và hồ sơ vụ án phát sinh nhiều mâu thuẫn. Thứ nhất, số tiền thu của 14 doanh nghiệp đưa vào quỹ đen được xác định là 4,8 tỷ đồng đã được nộp vào kho bạc để khắc phục hậu quả. Theo kết luận điều tra, các cán bộ của Cục Đường Thủy Nội Địa đã báo cáo giải trình không quyên góp ủng hộ tiền. Ông Hoàng Hồng Giang, tức là Cục trưởng, khai ủng hộ 5 triệu đồng. Bị can Vũ Mạnh Hùng khai ủng hộ 5 triệu đồng. Bị can Trần Đức Hải khai ủng hộ 400.000 đồng. Các cá nhân còn lại có ý kiến không quyên góp ủng hộ tiền. Như vậy, số tiền 4,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơ quan công an chỉ làm rõ được có 10,4 triệu đồng, còn lại không làm rõ cũng không kết luận gì. Đây là hình ảnh trụ sở của Cục Đường Thủy Nội Địa tại Hà Nội. Thế nhưng đến nay, cơ quan điều tra đã có kết luận khoan dung thật kỳ lạ, như là bào chữa, thương tâm mà không có cơ sở pháp lý, là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy rằng việc họ khai không đưa tiền cho bị can Thông là tâm lý chung
sợ bị pháp luật xử lý. Bản thân họ là nạn nhân của tệ nạn tham nhũng hiện nay, là đối tượng bị các công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước nhũng nhiễu, gây phiền hà. Bản thân họ đều mong muốn công việc làm ăn cho người lao động. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không đặt vấn đề xử lý hình sự đối với 14 cá nhân trong này trong vụ án. Và thật oái oăm thay, nữa là lập luận nhân đạo xá tội đến mức Đức Phật sống dậy cũng lắc đầu lại được viện kiểm sát và tòa án chấp nhận. Vụ án đưa nhận hối lộ to đùng như con voi với số tiền lên tới 4,8 tỷ đồng được xét xử nhẹ nhàng chỉ như ba con chuột, và tội danh cũng rất nhẹ nhàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Lặng lòng tin là tham nhũng không có vùng cấm và với ý chí quyết không thỏa hiệp, Nguyễn Hoài Nam đã kiên trì tố cáo, đấu tranh với các cơ quan tố tụng, yêu cầu khởi tố 15 tội phạm bị bỏ lọt trong vụ án Quỹ Đen và Cục Đường Thủy Nội Địa, bao gồm Cục trưởng Hoàng Hồng Giang và 14 cán bộ đưa hối lộ. Nguyễn Hải Nam đã cung cấp thêm chứng cứ băng ghi âm Cục trưởng Hoàng Hồng Giang gọi điện thoại chỉ đạo đàn em xóa dấu vết tội phạm, có tổ chức hội họp, bàn cách đối phó và thêm nhiều chứng cứ khác. Thế nhưng những người có trách nhiệm đã bao che, ém nhẹm, bẻ cong, chứng kiến, kiên định bảo vệ quan điểm nhân đạo của kết luận điều tra. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm bên trái đang trao quyết định quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho Trung tướng Trần Văn Vệ hồi năm 2017. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Hoài Nam đã tố cáo đích danh Trung tướng Trần Văn Vệ, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, và Trần Việt Dũng, Phó phòng 4C01, được giao thụ lý vụ án. Viện Kiểm sát cao cấp Nguyễn Thị Thanh Thú cũng không làm tròn chức trách bỏ lọt tội phạm. Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân vận Quốc hội, thời điểm ấy là một chuyên gia pháp luật tầm cỡ, đã tiếp nhận những quan điểm pháp lý và chứng cứ của Nguyễn Hải Nam và có văn bản chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhưng rất tiếc thay, vì tổ chức một đơn vị độc lập kiểm tra, xem xét vụ việc thật khách quan, tổ chức hội thảo khoa học đánh giá, lại cách áp dụng pháp luật lạ lùng, không có căn cứ của cơ quan điều tra. Bộ trưởng Tô Lâm lại giao cho văn phòng bộ và chính đơn vị bị tố cáo soạn văn bản trả lời. Cũng giống như điệp khúc, có sai nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Khi trả lời những vụ án bắt oan, truy tố oan, lần này điệp khúc muôn thuở vẫn có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhưng họ là nạn nhân của tệ tham nhũng, hiện nay là đối tượng bị các công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước nhũng nhiễu v.v. Và ông tướng Trần Văn Vệ và các cá nhân bị Nam tố cáo đã làm đơn tố cáo ngược lại Nam từ năm 2020. Nguyễn Hải Nam trở thành một đối tượng bị cơ quan mà mình tố cáo xem là đối tượng điều tra và chính thức trở thành bị can từ đó. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đáng nói là trong hoàn cảnh đó, trên trang Facebook cá nhân Nguyễn Hải Nam vẫn kiên định lòng tin vào khẩu hiệu tham nhũng không có vùng cấm, vẫn nhiệt huyết tin tưởng mong đợi sự công minh chính trực của người lãnh đạo cấp cao. Sau đại hội đảng, Nguyễn Hải Nam đã reo mừng trước thông tin tái đắc cử của ông Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Hòa Bình, không phải bằng ngôn ngữ nịnh nọt bưng bô mà bằng niềm vui nhiệt thành của nắng hạn gặp mưa, sự hân hoan của thần dân chúc mừng minh quần xuất thế. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, Nguyễn Hải Nam đã có status rằng vùng cấm trong đấu tranh tham nhũng vẫn còn cụ tổng ơi. Trong đó, Hải Nam đã viết rằng hai ngày qua, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư, có gặp gỡ báo chí và chia sẻ những nỗi niềm của ông vì Việt nước. Trong đó, cụ kể có người mang vali đầy đô la đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương hối lộ. Cụ cũng cương quyết trong việc phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm. Có lẽ những người ngây thơ như Nguyễn Hải Nam bây giờ không còn nhiều. Bài viết này không nhằm để cảnh báo những ai có lòng tin ngây thơ như Nam. Bài viết này nhằm trả lời cho câu hỏi vì sao càng chống tham nhũng càng nhiều, quy mô càng lớn và càng leo cao hơn nữa. Kính mời các bạn xem bản tin biểu tình lan rộng, giai cấp công nhân bị bỏ đói. Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành chính quyền với tuyên bố họ là đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, trong vài chục năm nay thì những cuộc đình công của công nhân khi quyền lợi của họ bị bóp nghẹt quá mức lại không được Đảng Cộng sản ủng hộ. Không những thế, họ còn quy chụp cho công nhân những từ ngữ ghê gớm như kích động, quấy rối hay ngừng việc tập thể với động cơ xấu. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã có bài bình luận phân tích về vấn đề này được đăng tải với tựa đề "Đình công là vấn đề nhạy cảm, chính quyền lo ngại, nguy cơ lan rộng".
chỉ ít ngày sau Tết Nhâm Dần 2022 đã xảy ra gần 30 cuộc đình công trong cả nước, ngừng việc tập thể tại các công ty có yếu tố đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 100% vốn hay liên doanh. Thực trạng này chưa từng có trong các năm trước. Nhiều cuộc ngừng việc tập thể xảy ra thời gian qua do lương, thưởng Tết và việc thay đổi hình thức trả lương, thưởng của doanh nghiệp mà người lao động chưa đồng tình. Đây là hình ảnh đình công tại công ty tại Hà Nội ở Bắc Ninh và công ty tại Nghệ An trong tháng 2 năm 2022. Một số địa phương có vụ việc nổi cộm được báo chí đưa tin nhiều là Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Ninh. Chẳng hạn gần 5.000 công nhân ở công ty giày da Việt Glory ở tỉnh Nghệ An đã quay trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ việc tập thể để đòi quyền lợi khi được tăng lương cơ bản và có cam kết thay đổi thái độ ứng xử của cán bộ quản lý của công ty. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện đang rất lo ngại nguy cơ lây lan đình công tại nhiều tỉnh, thành phố, và mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phải ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Đình công là một vấn đề cần thiết, cấp thiết và phức tạp đối với các cải cách thể chế khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Động lực thị trường mạnh mẽ với làn sóng đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy kinh tế có xuất phát điểm thấp, tăng trưởng nhanh chóng như một sự bảo đảm tính chính danh của Đảng. Nếu tách biệt tương đối với các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ vân vân, thì thị trường lao động vì lý do ý thức hệ có quá trình chuyển đổi chậm chạp hơn cả. Việc ban hành Bộ Luật Lao động vào năm 1995 là một bước tiến thể chế hóa nhưng nhiều nội dung không phù hợp với kinh tế thị trường, nên cho đến nay đã phải sửa đổi rất nhiều lần. Trong đó có điều khoản về đình công theo quy trình phức tạp, thiếu tính khả thi. Việc duy trì quá lâu chế độ biên chế nhà nước, bộ máy hành chính cồng kềnh, phình to, hệ thống tiền lương thống nhất lạc hậu, dung dưỡng tính quan liêu, cửa quyền và các hành vi tiêu cực của công chức. Đây là hình ảnh các công đoàn luôn được tổ chức hoành tráng, tuy nhiên ít khi công đoàn tham gia trực tiếp đòi hỏi quyền lợi cho người lao động. Việc giải quyết tranh chấp lao động mang tính hình thức, cơ chế ba bên là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện của nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động đại diện cho người lao động và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nên quyết định về lương tối thiểu là không thể mang tính độc lập. Việc cam kết với quốc tế như tổ chức lao động và điều kiện cũng như quyền lợi của người lao động trong ký kết tham gia các hiệp định thương mại và đầu tư đối với nước ngoài và thực thi thì luôn bị trì hoãn. Việc tự hình thành và thành lập các tổ chức công đoàn độc lập trong nước đều bị coi là trái pháp luật và bị trừng phạt, bắt giam, vô tội vạ. Như hậu quả của môi trường luật pháp và hành chính nêu trên, những cuộc đình công sau Tết Nhâm Dần cho thấy một số vấn đề sau không đúng theo quy định về đình công trong Bộ Luật Lao động. Những công nhân tự phát nghỉ việc và tụ tập không thấy xuất hiện người cầm đầu nhưng nghiêm khắc và xử lý hành vi kích động ngừng việc tập thể với động cơ xấu đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra cảnh báo. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Lao động với tựa đề nghiêm khắc xử lý hành vi kích động ngừng việc tập thể với động cơ xấu. Trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nhận định rằng đây là một bài báo lưu manh. Nguyên nhân chủ yếu là lương thấp, đời sống khó khăn do Covid-19 và giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng rất cao. Vai trò công đoàn hết sức mờ nhạt. Chính quyền vào cuộc xử lý như trường hợp ở tỉnh Bắc Ninh là các cơ quan chức năng như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Công an tỉnh, lãnh đạo các công ty, viện dẫn luật, như các điều khoản về lương tối thiểu đứng về phía giới chủ sử dụng lao động. Thời gian đình công thường kéo dài khoảng trên dưới một tuần sau khi một số yêu cầu của người lao động được thỏa mãn. Đình công là vấn đề nhạy cảm đối với chế độ, với bản chất chính trị. Đình công có lịch sử hàng trăm năm gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và sự phát triển tư bản chủ nghĩa. Và đình công bị cho là xấu xa dưới góc nhìn ý thức hệ cộng sản dựa trên tư tưởng Marx Lenin về xóa bỏ bóc lột sức lao động và đấu tranh giai cấp. Động cơ và hành vi làm việc vì tập thể được kiểm soát bởi cơ chế kế hoạch hóa thông qua các tiêu chuẩn định mức lao động. Cơ chế tiền lương thống nhất trên cơ sở tính hao phí lao động,
thi đua thay cho cạnh tranh, thu quốc doanh thay thế lợi nhuận, vân vân. Mô hình trên không còn tồn tại, bởi vậy việc tránh bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều là điều kiện tiên quyết để tạo lập môi trường phát triển cho các yếu tố thị trường lao động. Xã hội chủ nghĩa là huyền thoại, nhưng câu hỏi đến khi nào là thực tế sẽ luôn thách đố những người tham vọng quyền lực, mà trong đó đứng đầu là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đình công là vấn đề thời sự và thời đại gắn với sự vận động của thị trường và cần được giải quyết bằng các giải pháp thị trường có tính đến cả hai mặt trái, ưu thế và khiếm khuyết cố hữu của nó. Đây là hình ảnh trong thời tiết mưa phùn giá rét, gần 5.000 công nhân thuộc công ty Venkery vẫn biểu tình đình công tại Ninh Bình. Adam Smith từ năm 1776 đã nhìn thấy sức mạnh của thị trường đồng thời với khả năng băng hoại đạo đức, tha hóa quyền lực. Nhiều nhà tư tưởng vĩ đại khác trong thời gian khai sáng và cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã đặt nền móng cho môi trường tự do kinh doanh và chế độ dân chủ kiểm soát quyền lực hiệu quả. Thomas Piketty, nhà kinh tế học người Pháp, trong công trình có tiếng vang là Tư bản trong thế kỷ thứ 21, đã đưa ra cảnh báo rằng trong thế kỷ 21 này, sự phân hóa giàu nghèo, sự bất bình đẳng như mặt trái cố hữu của thị trường, một đặc điểm của chủ nghĩa tư bản, vẫn bám đuổi loài người như một xu hướng. Bởi vậy, quan điểm, cách tiếp cận và giải pháp đối với đình công là cấp thiết đối với Việt Nam, nhưng phải toàn diện và lâu dài, kiểm soát đình công phải mang tính thị trường, đồng thời với cải cách chính trị và thị trường nói chung. Ở đây nhấn mạnh hai đề xuất quan trọng cho vấn đề đình công xuất phát từ thực tế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và những yêu cầu thực tế là cải cách chính trị phù hợp với thị trường. Đây là hình ảnh dưới sức ép của cuộc đình công, ban lãnh đạo công ty Việt Glory ở Nghệ An buộc phải nhượng bộ công nhân sau một tuần đình công. Đầu tiên là thiết lập cơ chế độc lập và hiệu quả để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cơ chế giải quyết thông qua đối thoại, trong đó thành lập các tổ chức công đoàn thực sự đại diện, độc lập và chuyên biệt nghiệp trong đồng thời với cải cách thể chế, luật pháp và chính sách có liên quan. Giá nhân công cần được xác định trên thị trường lao động nhưng hiện đang phải duy trì ở mức thấp để thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này bất lợi với người lao động tại Việt Nam. Hai là cải cách thị trường lao động mạnh hơn, trước hết là xóa bỏ biên chế nhà nước, hoàn thiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Vấn đề đã được khởi động, thực hiện dở dang và đang gặp sự chống đối bởi sự tha hóa quyền lực và lợi ích nhóm. Điều này được chứng minh bởi những vụ án trục lợi do quản lý yếu kém của ngành y tế và giáo dục hiện nay. Cùng với sự thâm nhập sâu rộng của thị trường trong thời gian tới thì đình công có thể tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, sự nhạy cảm và tính chất phức tạp của đình công tùy thuộc vào cải cách chính trị và thể chế theo hướng thị trường. Hy vọng các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động cần thông qua cơ chế đối thoại, dân chủ và văn minh, bởi vì triệt tiêu nó bằng chuyên chế là không thể.